Việc mua hàng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp như hiện tại. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng dịch cho lực lượng làm công việc giao hàng cũng rất cần được quan tâm. 3 năm làm việc tại công ty giao hàng tiết kiệm, mỗi ngày chị Hà Thị Mai Sao giao khoảng 80 đến 100 bưu phẩm, hàng hóa đến cho khách hàng, kể cả trong những thời điểm dịch bệnh phức tạp. Chị Mai đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt để bảo vệ mình và cộng đồng. Nếu như trong vùng F2 hoặc là F3 chẳng hạn như thế thì mình sẽ có những cái hướng giao hàng khác để mình xử lý với khách, chứ không trực tiếp là đưa cho từ người này sang người kia. Có thể bảo khách là dùng cho mình cái phương pháp là chuyển khoản cho mình này, xong mình để khách hàng ở một góc đó là khách chủ động khách ra được lấy, để tạo kiểu cái khoảng cách ly của mình với khách nó càng xa càng tốt đấy, những cái khách mà có trường hợp mà cách ly kiểu là F2, F3 đấy. Với đội ngũ shipper, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất lớn bởi họ phải thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn, tiếp xúc với nhiều người. Trên thực tế, thời gian qua, không ít trường hợp người giao hàng ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước bị lây nhiễm COVID-19. Trước thực trạng này, các đơn vị làm dịch vụ giao hàng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người giao hàng và khách hàng. Ngay từ bước nhận hàng tại kho này, chúng tôi đã có biện pháp là khử khuẩn toàn thân, này, khử khuẩn hàng hóa. Đến cái bước đi giao hàng thì bọn chúng tôi đã đeo khẩu trang đầy đủ, tiếp xúc khách hàng có khoảng cách và thường xuyên sử dụng gel sát khuẩn tay trước khi tiếp xúc với khách hàng. Công tác khai thác hàng hóa là khi có rất nhiều cái lượng xe từ Hà Nội trung chuyển lên, chúng tôi chuyển hàng lên thì đảm bảo công tác chống dịch hàng ngày là bọn tôi đều phải trước hết xe lên là phải phun khử khuẩn 100% xe. Thứ hai là lái xe là hoàn toàn trên cabin xe và không tiếp xúc với lái xe, để đảm bảo là công tác được tốt nhất. Tôi cũng rất mong muốn rằng là tình hình dịch bệnh cũng sẽ sớm được kiểm soát để cho cuộc sống được hoạt động trở lại bình thường. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại trực tuyến, Lào Cai hiện đã thu hút được hầu hết các đơn vị giao hàng có thương hiệu đến hoạt động. Đội ngũ người giao hàng cũng tăng lên nhanh chóng. Đảm bảo an toàn phòng dịch cho shipper sẽ góp phần đảm bảo việc cung ứng, giao nhận hàng hóa được thông suốt, phục vụ tốt cuộc sống người dân, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ lây lan của dịch trong cộng đồng.